Liên quan tới vụ việc người chồng cũ tưới xăng để đốt vợ xảy ra tại Khánh Hòa cách đây 3 ngày, hôm nay thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết là người vợ 30 tuổi hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch. Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, trưởng khoa phòng phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu vào lúc 3 giờ sáng ngày 4 tháng 6, cơ thể bị bỏng đến 80%, trong đó bỏng nặng chiếm 62% diện tích. Hiện tại thì bệnh nhân đang được tích cực điều trị chống sốc, truyền dịch giảm đau, đồng thời sử dụng kháng sinh để cải thiện tình trạng bỏng hô hấp. Tuy nhiên sự phục hồi là rất khó khăn. Các bác sĩ cho biết tiên lượng về tình trạng nạn nhân là rất dè dặt và chưa thể nói trước được điều gì. Trước đó vào ngày 3 tháng 6, vì mâu thuẫn mà nạn nhân bị chồng cũ mua xăng mang tận vào bệnh viện đốt với mục đích là cả hai cùng chết. Đến rạng sáng ngày 4 tháng 6, người chồng cũ tử vong vì vết thương quá nặng, còn người vợ được chuyển gấp vào Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh.